thương ấy cũng giản đơn và trong sáng diệu kỳ. Khóa ba lớp chúng tôi ngày ấy tưởng như những đứa con thơ trong gia đình khó khăn, chỉ được gửi gắm học hành và tự lớn lên thôi. Cơ sở vật chất của khoa đó chỉ là trong suy nghĩ, nhưng nó đã cho chúng tôi những bước đi vững chãi vào đời. Chúng tôi giờ đã khác xưa rồi, giờ đã đầy đủ hơn, khang trang hơn. Có lẽ trường hãy xem cho chúng tôi là nền móng để ngày hôm nay chúng tôi được quay trở về và tự hào vì điều đó.
tình bạn của chúng tôi càng ngày vẫn được nuôi nấng bằng những cuộc hội ngộ, bằng những lần gặp gỡ luôn được xuyên suốt và gắn kết bền lâu. Cứ như vậy, được gặp nhau đó như là hạnh phúc, đó như là quà tặng tinh thần giúp cân bằng hơn trong cuộc sống. Cho hai thức phẩm để nụ cười còn mãi lắm trên hàng mi và trong những kỷ niệm xưa. Chúng tôi dù ai cũng có tổ ấm cho riêng mình, sau 10 năm những thành viên còn lại đã tìm được bến đỗ hạnh phúc trong cuộc đời. Cuộc sống có thể làm cho chúng ta quên đi không gian và thời gian, nhưng có lẽ sâu thẳm hơn của bộ tế bào K31D luôn có hình ảnh của đại gia đình thân yêu. Ngày hôm nay, sau 15 năm gắn bó, ngọn lửa trong lòng mỗi người như được thắp sáng hơn, ấm áp hơn trong tình thân, tình bạn, tình người. Thế hình ảnh về gia đình thành viên trong lớp đến giờ thì đã ngấp nghé 40, mỗi chúng ta đã được nắm hạnh phúc của mình và hồi tưởng về quá khứ. Hãy tưởng tượng khi đi mất cuộc đời các bạn cũng là lúc mình đã hoàn thành xong một bức tranh kịch bản về mình. Trong đó, K31D chính là sắc xanh của tuổi trẻ đầy hy vọng, đầy quyết, yêu thương và đầy ác tình người. Những tất cả của chúng ta đi, đôi khi lấn át cả những yêu thương, xuyên vầy nơi cuộc sống hiện tại. Có người may mắn có một cuộc sống ổn định, có vị trí khá quan trọng trong xã hội. Có những người lại kém may mắn hơn, phải vất vả với cuộc sống gia đình và xã hội. Có bạn đã ra đi không bao giờ gặp chúng ta nữa. Bởi cuộc đời này hạnh phúc thì giống nhau, nhưng bất hạnh thì mỗi người mỗi hoàn cảnh. Chúng ta hãy bỏ qua những nỗi buồn, giận hờn, những rứt rắc của chuyện đời thường. Hãy đến với nhau chân tình để thấy mình thanh thản hơn. Hãy là đứng lên, bước tiếp chặng đường còn lại của cuộc đời. Hẹn lại gặp nhé, hội ngộ lần sau. Quý thầy cô cũng như các bạn, chúng ta đã vừa ghi nhận lại, xem lại những cái thước phim mà rất tình cảm mà ban tổ chức nó rất dày công để xây đắp, nhưng do cái điều kiện xa nên là mọi cái vấn đề thu thập thông tin của tất cả các bạn cũng chưa được đầy đủ, nên chúng ta cũng mong hết sức thông cảm. Và bây giờ đây chúng tôi xin để đáp lại những cái tấm chân tình sự tri ân của các thầy cô, tôi xin mời quý thầy cô chúng ta. Quý thầy cô hãy lên sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm của K31D dành cho quý thầy cô ạ. K31D, chúng ta hãy dâng những bó hoa tươi thắm lên dành tặng cho quý thầy. Em xin mời thầy ạ. Cảm ơn toàn là sự nhiệt thành của các bạn. Hy vọng rằng những tiết năng thiên này sẽ càng thôi thúc hơn sự nhiệt tình, sự đồng cảm cùng của các bạn, để năm sau chúng ta lại có những tiếng cười rộn rã trong những buổi gặp mặt. Và để thể hiện sự nhiệt tình đó, xin mời toàn thể các bạn hãy rót đầy những video nào để chúng ta cùng hô vang cả tiếng. Xin mời các bạn hãy rót bia đấy ạ. Và hô theo tôi nhé. Xin mời các bạn. 1, 2, 3. Rồi, xin mời các bạn. Còn giọng nói tiếng cười, những nỗi này hãy nhớ mong cho thời gian chờ. Chính thức được bắt đầu, xin mời quý thầy cô cũng như các bạn, chúng ta hãy cùng thưởng thức một bữa tiệc nhẹ cùng với lại K31D, là tiệc buffet. Xin mời thầy cũng như các bạn
chúng ta nhập gì ạ? Rồi chúng ta có thể tự do bật ly để đi chia sẻ cái tình cảm của mình. Có một cái đặc sản của Tây Nguyên do bạn Dung đã chuẩn bị để đưa ra cái trong buổi tiệc ngày hôm nay, thì mình cũng xin đại diện cho lớp thay mặt là xin gửi tới gia đình bạn Dung lời cảm ơn, cũng như xin mời thầy Thủy ạ. Xin mời thầy Thủy, chúng ta hãy lên để khui cái món quà đặc sắc của Tây Nguyên này ra. Em sinh viên của khóa 31, cụ thể là của lớp 31D y tế nông nghiệp. Có thể nói cái chữ 31D thì cũng là cái lịch sử mà người đặt ra cái ký hiệu đó chính là tôi. Vì lúc đó chúng ta chưa có hai lớp, vì vậy cứ A, B, C, D. Như vậy C là du lịch, D là nông nghiệp, và cứ như thế chúng ta kéo dài được rất nhiều khóa. Thì xin lỗi, sau này không thể dùng cái mã ký hiệu đó nữa. Vì vậy sau này thì nó gọi là tên của lớp, sau đấy A, B là hai lớp, ba lớp, vân vân. Chính vì vậy tôi không thể quên được những cái kỷ niệm đó, dù nó rất nhỏ. Thì dù sao nó vẫn để lại trong các bạn, trong các em cái từ D, là 31D, thì đấy đã là ký hiệu và bí mật cũng như là một cái thương hiệu, và chúng ta sẽ giữ mãi, tôi mong như thế. Và về đến đây để dự thì có lẽ đây tôi là người hạnh phúc nhất, vì lần thứ hai được gặp lại tất cả các em. Một lần chúng ta đã gặp ở trên cái sàn khác, Monian gì đó, và đến hôm nay lại gặp lại ở đây. Tất cả những gương mặt thân quen này thì có thể tôi vẫn nhớ, thậm chí nhớ tên một số người, nhưng nếu ai hôm nay mới có mặt lần đầu tiên sau khi lớp đã tổ chức được hai lần, lần này mới có mặt, thì xin mời hãy đến để tôi được ngắm nhìn, tôi được nhận diện. Và thế này đấy là, và đặc biệt tất cả những bạn nào mà mang về đây
gia đình của ta, những thành viên không phải 31D nhưng bây giờ thân thiết như là ruột thịt, thì đề nghị cũng giới thiệu để chúng ta cùng biết. Tôi thấy ở đây rất đông và rất vui vì có rất nhiều người mặc những cái sắc phục khác chúng ta, các cháu vui vẻ. Thì đây chính là cái lớn mạnh, cái tập thể của lớp chúng ta nói riêng và của chung trong trường chúng ta. Nhưng cũng có một điều xin tiết lộ và cũng xin nói rằng chúng tôi rất ngại một điều đến nay đào tạo những chính trị. Vì vậy, rất có thể lớp truyền thống như chúng ta này sau này không có được những kỷ niệm về cái gắn kết của những cái để cho đời như thế này. Thì đấy cũng là điều chúng tôi đang trăn trở. Vì vậy, trong tất cả những cái công việc, những cái hoạt động, chúng tôi luôn luôn muốn các bạn dù là học tiếng gì nhưng lớp truyền thống vẫn là cái nôi, vẫn là cái nơi mà chúng ta từ đó dựa vào nhau, từ đó giúp đỡ nhau cũng như là thúc đẩy nhau phát triển trong cuộc đời này. Thì tôi rất mong muốn như vậy. Cách đây gần 7 tháng tôi có dự cái lớp 24. Như vậy chúng ta có 10 năm, gần 10 năm, 24 cái năm đấy cũng tổ chức tại Huế. Và hôm đó tôi còn ngoài cái vai trò như hôm nay thì tôi còn là giáo viên trực tiếp chủ nhiệm cái lớp đó trong suốt chương trình học. Vì vậy cũng thấy được một điều, tất cả mọi người chúng ta dù xa dù gần dù đi đâu nhưng bao giờ cũng có cái điểm chung nhất, luôn luôn tụ lại, luôn luôn có những cái hồi hộp. Và chính bản thân tôi, bản thân tôi đến nay cũng đã từng tham dự rất nhiều lần của những cái lớp hồi học cấp 3, tức là tốt nghiệp cấp 3, rồi lớp đại học như các bạn đây. Và trong năm 2017 này thì lớp đại học của chúng tôi sẽ tổ chức tại Huế, đúng chúng ta. Và tôi cũng chỉ là một trong những thành viên hay là người chịu trách nhiệm để mà đăng cai tổ chức tại Huế này. Cho nên cũng mong rằng hôm nay đến đây vừa vui các bạn, vừa cũng như là học kinh nghiệm là thực tập để tổ chức được cái vui như vậy. Và cuối cùng xin chúc tất cả các thành viên của lớp, chúc tất cả những người thân của các thành viên trong lớp luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hẹn 5 năm sau hoặc thời gian nào đó chúng ta lại gặp nhau lần nữa. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những lời tri ân của thầy, những lời nhắc nhở cũng như đó là động lực để ta muốn đây chúng ta hãy giữ mãi cái truyền thống này, đến hẹn lại đây 5 năm sau chúng ta lại gặp nhau, lại ôn lại những kỷ niệm thật tươi đẹp trong buổi này. Ông già bạn xin mời. Chúng ta cùng đến với một nhạc phẩm quê hương tuổi thơ tôi do bạn Liên trong lớp sẽ thể hiện. Như vậy thiếu thì Thuyên này, thiếu Cường này, Long. Yêu quê tôi, yêu quê tôi.